Thưa quý vị và các bạn, quan niệm về sự thành công trong cuộc đời của mỗi con người rất khác nhau. Và đặc biệt sự thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, thước đo của sự thành công của nghệ sĩ có thể là những danh hiệu, những tấm huy chương, bằng khen hay những phần thưởng khác. Có người cho rằng đó chỉ là phần nổi ghi dấu lại những khoảnh khắc nhất định của người nghệ sĩ. Và cũng có người lại quan niệm một cách khiêm nhường rằng người nghệ sĩ cả đời luôn theo đuổi những đam mê, cống hiến hết mình cho những đam mê ấy. Đấy là sự thành công viên mãn. Chúng tôi có một cuộc trò chuyện với một người nghệ sĩ để xem người nghệ sĩ nghĩ gì về quan niệm này. Rất hân hạnh được trò chuyện với Kiều Anh. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn dành cho Kiều Anh là Kiều Anh đến với nghệ thuật như thế nào? Nói thì anh đừng cười em. Nhưng mà thực chất là ngày xưa hồi nhỏ ấy, em quá bé và hơi bị gù nữa. Nên là bố mẹ muốn cho vào múa chỉ để cho người nó đẹp thôi. Để có một ngoại hình đẹp như bây giờ chắc Kiều Anh phải khổ luyện rất nhiều. Thực ra ai vào múa thì cũng phải khổ luyện. Những người mà yêu nghề và thực sự có tâm với nghề thì chắc chắn là sẽ rất vất vả. Kiều Anh vào nghề khi nào? Năm 13 tuổi ạ. Với lứa tuổi ăn chưa đủ no như thế vào một môi trường như vậy thì Kiều Anh có khó khăn gì không? Bố mẹ cho đi hơi bị nhỏ quá. Khi mà đến ngôi trường nhìn thấy rất nhiều người và đã thấy các anh chị suốt ngày người thì hát, người thì tập nhạc. Thực sự là một cái môi trường rất là vui. Vì thế mà khi mà cô trưởng khoa múa và mẹ em đều nói là thôi đi về, để 1-2 năm nữa thì lớn một chút nữa thì mẹ cho đi, nhưng mà nhất định là không chịu về. Kiều Anh thể nói qua cho mọi người biết là khó ăn như thế nào với lứa tuổi như vậy được không? Thực ra là chỉ là nhỏ thôi ạ. Nhỏ quá thì các chị vẫn hay nói là giặt quần áo có sạch không, tắm có sạch không. Em nghĩ là cũng không có gì khó khăn lắm, bởi vì lúc đấy em đã rất là thích đi học và thích múa. Kiều Anh nghĩ gì về thế hệ múa trẻ hiện nay? So với những gì mà em đã làm được trong nghề múa, nhìn lên thì em thấy là cái cảm của thế hệ trước họ đã rất là thành công, như là nghệ sĩ nhân dân Chu Thúy Quỳnh. Sự nghiệp của bà rất là rạng rỡ. Thế nhưng khi mà nhìn lại cái thế hệ mới đây tiếp nối với mình thì em cảm giác như là có điều cần phải lo lắng. Các bạn mải lo cái cuộc sống, vì thế là các bạn chạy show rất là nhiều. Và khi mà chạy show thì thường ở ngoài là những cái điệu múa không mang tính dân gian, hầu hết là những cái điệu nhảy. Và vì thế các bạn bị ảnh hưởng rất là nhiều. Có vẻ như cuộc sống quá khó khăn, nên là cái sự lao tâm với nghề, cái sự hết mình và yêu nghề thì có vẻ như là đã mai một rất là nhiều. Có thể là do thế hệ ngày xưa, thời điểm ngày xưa, thế hệ các nghệ sĩ lớn trong làng múa Việt Nam, lúc đó có thể họ cống hiến do thời điểm. Nhưng đến bây giờ thì đúng là xã hội chi phối. Không phải là họ không muốn, là họ không cống hiến, nhưng họ không làm được. Bởi vì chi phối về kinh tế thị trường, thì Kiều Anh nghĩ gì về vấn đề đó? Em nghĩ rằng là em cũng ở đầu của những cái giai đoạn mà kinh tế thị trường gần như là hơi hỗn loạn và giá cả thì tăng, nên là tất cả mọi cái chi phí chi tiêu có thể các bạn ấy sẽ cảm thấy là luôn là không hài lòng. Thế nhưng mà nếu như một người thực sự yêu múa và thực sự đam mê với nghề, em nghĩ người ta vẫn sẽ sống được, tức là vẫn có cách để các bạn yêu được nghề và không bị ảnh hưởng bởi cái kinh tế thị trường hiện nay. Bén duyên với nghệ thuật điện ảnh, Kiều Anh để lại ít nhiều trong lòng công chúng khá nhiều ấn tượng. Vậy tại sao có khoảng thời gian khá dài Kiều Anh ở vắng bóng ở loại hình này vậy?
Đến khoảng năm 2005, khi mà em bước vào nhà hát, thực sự là công việc của nhà hát thì rất là bận. Phải nói thật là em rất là yêu múa, nên là vì thế thời gian dành cho điện ảnh gần như là mình tạm gác lại. Bởi vì 24/24 giờ là em ở trên sàn tập, thực sự là không muốn bước ra để làm điện ảnh nữa. Múa nó như máu thịt với em vậy. Cho đến bây giờ khi mà sau 2 năm em nghỉ múa, nghỉ nghề, cứ cách khoảng 1-2 tháng em vẫn mơ là mình được múa. Điều đấy thì em không nghĩ là mình lại yêu múa đến như thế. Có vẻ là cũng nhiều nuối tiếc quá nhỉ. Kiều Anh có thể nói qua về cái vai diễn mới nhất của Kiều Anh được không? Một cái vai diễn khá khó với em và không giống tất cả những vai trước. Gần như những vai trước thì em luôn đẹp. Đẹp theo nghĩa là tính cách nhân vật, tức là hoàn hảo. Còn vai này thì gai góc hơn. Và có lẽ là mọi người sẽ ghét em một chút bởi cái sự cứng nhắc và cái sự lạnh lùng trong cái vai diễn của mình. Thế vậy nghĩa là ở vai diễn mới này là Kiều Anh thử nghiệm mình trên một vai diễn trong điện ảnh gọi là phản diện đúng không? Không hẳn là phản diện, nhưng mà mới ngày hôm nay thôi, sáng nay khi mà em được xem một cái đoạn rất ngắn trong phòng dựng thì em đã cảm thấy là rất là ghét mình. Như vậy nghĩa là Kiều Anh đã trở lại màn ảnh ở một vai diễn khá ấn tượng và khá tốt trong cái vai diễn mới của mình đúng không? Em nghĩ là em cũng thấy thích vì là nó khó, thì khi mà mình thể hiện được nó thì mình cảm thấy như là nó đã hơn, nó hạnh phúc hơn. Như thế là đã là một sự thành công của sự trở lại đó đúng không? Em không nghĩ hẳn đó là sự thành công, bởi vì những cái đóng góp của em so với nghệ thuật thực sự là rất là nhỏ. Và em nghĩ rằng cái quan trọng nhất là những cái mà mình làm được thì có ý nghĩa cho cuộc sống của em. Và tất nhiên cũng nhận được nhiều cái sự yêu mến của khán giả. Attention. Ah, attention. Cẩn thận. Ça va? Có sao không? Tu es blessé? Đau lắm à? Dự định trong tương lai của Kiều Anh như thế nào với cái nghệ thuật múa? Em muốn là tất cả những cái gì mà mình đã được trải qua, được trải nghiệm thì truyền lại được cho thế hệ trẻ. Hiện tại thì ở nhà hát có những cái lớp thiếu nhi và em tiếp tục cái niềm đam mê của mình là truyền lại cho các cháu bé. Rất nhiều người có ý kiến cho rằng thành công có thể đánh giá ở trên địa vị, danh vọng, tiền bạc, quyền lực, hay là đối với nghệ sĩ thì có thể là giải thưởng, những tấm bằng khen, huy chương. Có những người khác thì người ta bảo chỉ cần là cống hiến hết mình, đam mê
với cuộc sống như thế đã là đủ. Thế với Kiều Anh thì Kiều Anh nghĩ như điều đấy như nào? Em nghĩ đương nhiên là giải thưởng và những cái huân huy chương, đó là những cái mà để cho những người nghệ sĩ cảm thấy rằng à, mình thực sự đã thành công và mình đã được ghi nhận. Thế nhưng mà với em thì em cũng nghĩ như anh đã nói, tức là cái quan trọng nhất là mình đã được làm nghề và mình đã được cống hiến và mình cảm thấy rằng mình vui và hạnh phúc bởi tất cả những cái điều đó, thì mình cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, thì đấy là sự thành công cho riêng mình. Cảm ơn Kiều Anh đã chia sẻ với chúng tôi. Chúc Kiều Anh thành công trong sự nghiệp. Có một số câu hỏi vui tôi muốn dành cho Kiều Anh. Kiều Anh vui lòng trả lời. Tất nhiên. Kiều Anh thích mùa nào trong một năm? Mùa đông. Vì sao vậy? Vì rét ạ. Mùa đông thì em được đi ăn kem, nên là vì thế em lại càng thích mùa đông hơn. Mùa hè cũng có thể ăn kem được mà. Mùa hè mà ăn kem thì không sướng bằng mùa đông đi ăn kem. Đa phần là những người phụ nữ ấy, thì người ta thích mùa đông bởi vì người ta thích nằm trong chăn, trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông. Thế Kiều Anh lại thích đi ăn kem, thế không muốn nằm trong vòng tay ấm áp người đàn ông đi ăn kem à? Em ăn kem và em bị viêm họng. Thì cái giá trị của người đàn ông lúc đấy có đáng quý không ạ? Người đàn ông lý tưởng của Kiều Anh? Tốt bụng và có trách nhiệm với gia đình. Quan niệm của Kiều Anh với tốt bụng như thế nào? Tức là bụng tốt đi, ăn cái gì cũng không bị đau bụng ấy ạ. Thế thì Kiều Anh nên lấy một người đàn ông làm chủ yếu hiệu thuốc. Không, không nhất thiết là phải như thế ạ.